Kính thưa quý vị, nữ danh ca nhạc pop Jennifer Lopez trở lại ghế giám khảo trong cuộc chấm thi American Idol năm 2014, tin từ Los Angeles. Theo nguồn tin từ cơ quan truyền thông Fox cho biết, nữ ca sĩ pop Jennifer Lopez sẽ trở lại tham gia ngồi vào ghế nóng trong cuộc thi American Idol năm 2014 sau khi làm giám khảo hai giải âm nhạc lớn là Grammy và Emmy. Ban giám khảo cuộc thi năm nay còn có sự tham gia của ca sĩ Harry Connick Jr. và Keith Urban. Lopez trở lại sau một mùa giải không tham gia. Tuy nhiên, nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh ăn khách và quyến rũ sẽ tạo thêm sức mạnh để cuộc thi ca hát tuyển chọn ca sĩ thực thụ sẽ thu hút nhiều người theo dõi. Cách đây 7 năm, chương trình truyền hình này trong thời kỳ Hoàng Kim đã thu hút hơn 30 triệu lượt người xem. Forbes.com tính toán rằng American Idol là chương trình có lợi nhuận nhất trên truyền hình trong năm 2011, thu về hơn 6 triệu 640.000 Mỹ Kim trong doanh thu quảng cáo cho mỗi nửa giờ phát sóng. Khi ca sĩ soul Candice Glover giành giải American Idol vào tháng 5 và trở thành người phụ nữ đầu tiên giành danh hiệu từ năm 2007 đêm chung kết, thu hút 14.2 triệu người xem. Lần đầu tiên nó không đạt được mức 20 triệu Mỹ Kim kể từ khi dựng nên chương trình này. Trang mạng Forbes ước tính ban giám khảo mùa trước và người dẫn chương trình Ryan Seacrest đã được trả với số tiền lên đến 54 triệu Mỹ Kim cho hai giám khảo Mariah Carey và rapper Nicki Minaj sau khi kết thúc mùa thi Idol kỳ trước. Giám khảo duy nhất còn lại là Randy Jackson, người đã được chọn vào ban giám khảo từ chương trình bắt đầu năm 2002 và tuyên bố ông sẽ được mời tham gia lại đầu năm nay, sẽ trở lại như một người cố vấn cho chương trình cho mùa thứ ba trong tháng Giêng năm 2014.